gia đình đang có mặt ở khu vực Đồi Hồng, Mũi Né, Phan Thiết nha. Đặc sản của khu vực Đồi Hồng là bánh bột ngọt Phan Thiết. Hôm nay gia đình Ngàn sẽ qua đêm ở khách sạn Sandun Beach Resort. Khu vực này nó gần cái bãi tắm Hòn Rơm 2 của thành phố Phan Thiết. Ở đây thì bãi biển rất là sạch đẹp luôn các bạn. Một cái điểm trừ nhỏ nhỏ là cư dân hay vứt rác, thành ra nó có một hai cái miếng rác rồi rất là mất mỹ quan, nhưng mà bù lại cái nước biển rất là sạch luôn. Đây các bạn thấy không, biển trong xanh thấy cả đáy. À, bên đây là khu vực Hòn Rơm. Đây, Hòn Rơm ở đây. Còn bên đây những cái chỗ, những các cái tòa nhà ở bên dưới của những cái khu vực mà lưới điện ấy, thì đó chính là resort Hòn Rơm 2 và khu du lịch Thùy Trang. Bên đây thì là Mũi Né này các bạn. Cái bãi đất nhô ra đó chính là cái làng chài Mũi Né. Khu vực này chúng ta kẹp giữa một bên là làng chài Mũi Né và một bên là Hòn Rơm nha. Ở đây thì biển rất là sạch luôn và có rất là nhiều các món ăn đặc sản của cư dân địa phương. Ngư dân ban ngày họ đi chạy lưới thì những bà nội trợ buổi chiều về đem ra những cái khu resort bán những cái gánh ốc, gánh bột lọc dạ rất là tươi ngon. Nếu như ai thích cái không khí mà bình yên dân dã thì có thể về cái khu vực này để nghỉ lại trong cái chuyến du hành của mình. Ngàn đi ra nãy giờ cách bờ cũng khoảng 50 mét rồi nè các bạn. Biển cũng khá là sạch đẹp và cũng rất là lài. Khu vực này thì ít có cờ đen nha các bạn. Biển nó thoải thoải, rất là dễ tắm, cho trẻ con tắm cũng rất là đã. Đây các bạn thấy hoàn cảnh của Sandun Beach Resort. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Đông Ngàn TV nha. Xin chào.